Nê-hê-mi chương 9. Dân chúng kiêng ăn và xưng tội. Vào ngày 24 tháng ấy, dân Israel nhóm lại kiêng ăn, mặc vải xô và rải bụi đất trên đầu. Những người thuộc dòng giống Israel đã tách biệt khỏi người ngoại, đều đứng dậy xưng tội lỗi của mình và sự gian ác của tổ phụ mình. Họ đứng tại chỗ và đọc trong sách luật pháp của Jehovah Đức Chúa Trời trong 1/4 ngày, và dành 1/4 khác để xưng tội và thờ phượng Jehovah Đức Chúa Trời của mình. Người Lê-vi cầu nguyện. Bấy giờ, Yeshua, Bani, Cát-mi-ên, Sê-ba-nia, Bun-ni, Sê-rê-bia, Bani và Kê-na-ni đứng trên bục dành cho người Lê-vi và kêu cầu lớn tiếng với Jehovah Đức Chúa Trời mình. Những người Lê-vi là Yeshua, Cát-mi-ên, Bani, Ha-sáp-nia, Sê-rê-bia, Hô-đia, Sê-ba-nia và Phê-ta-hia nói: Xin chúng ta cùng đứng dậy chúc tụng Jehovah Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng vĩnh hằng, đáng ca ngợi danh vinh quang của Ngài, danh vượt lên trên mọi lời chúc tụng và ngợi ca. Ôi, chỉ một mình Chúa là Đức Jehovah có 102. Chúa đã dựng nên các tầng trời, và trời của các tầng trời cùng toàn cơ binh của chúng, đất và mọi vật trên đất, biển và muôn vật dưới biển. Chúa bảo tồn các vật ấy, và cơ binh trên tầng trời đều thờ phượng Ngài. Chúa ơi, Chúa là Jehovah Đức Chúa Trời đã chọn Áp-ram, đem ông ra khỏi U-rơ của dân Canh-đê và đổi tên ông thành Áp-ra-ham. Chúa thấy lòng ông trung thành trước mặt Chúa, và Ngài lập giao ước với ông, hứa ban cho dòng dõi ông đất của dân Canaan, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Giê-bu-sít và dân Ghi-rê-ga-sít. Chúa đã làm ứng nghiệm lời của Chúa vì Chúa là công chính. Chúa đã thấy nỗi khốn khổ của tổ phụ chúng con tại Ai Cập, có nghe tiếng kêu cầu của họ bên biển đỏ, làm những phép màu dấu lạ chống lại Pharaon và các quần thần cùng toàn dân trong nước, vì Chúa biết chúng đã đối đãi tổ phụ chúng con một cách kiêu căng. Chúa đã làm rạng danh Chúa cho đến ngày nay. Chúa rẽ biển trước mặt dân Ngài để họ đi qua trên đất khô giữa lòng biển. Còn những kẻ đuổi theo, Chúa ném chúng dưới vực sâu như ném đá xuống nước lớn. Ban ngày Chúa dẫn dắt họ bằng trụ mây, và ban đêm bằng trụ lửa để chiếu sáng con đường họ đi. Chúa ngự xuống trên núi Sinai, từ trên trời Chúa phán với họ. Chúa ban những luật lệ và quy định ngay thẳng công chính, những quy tắc và điều răn tốt lành. Chúa khiến họ biết ngày Sa-bát thánh của Chúa, và ban cho họ những điều răn, quy tắc và luật pháp qua Môi-se là đầy tớ Chúa. Từ trên trời Chúa ban bánh khi họ đói, khiến hòn đá phun nước ra khi họ khát, truyền bảo họ vào nhận lấy đất mà Chúa đã hứa ban cho họ. Nhưng tổ phụ chúng con cư xử cách kiêu ngạo và cứng cổ, không nghe các điều răn của Chúa. Họ không vâng lời và không nhớ đến các phép lạ mà Chúa đã thi hành giữa họ. Nhưng họ cứng cổ, và trong khi nổi loạn, họ chọn một người lãnh đạo để đưa họ trở về cảnh nô lệ. Nhưng Chúa là Đức Chúa Trời sẵn lòng tha thứ, hay làm ơn và thương xót, chậm nóng giận và đầy lòng nhân từ. Chúa vẫn không từ bỏ họ, thậm chí khi họ làm một con bò con đực và nói: đây là thần đã dẫn các ngươi ra khỏi Ai Cập và xúc phạm đến Chúa, thì Chúa vẫn thương xót không từ bỏ họ trong hoang mạc. Trụ mây dẫn đường ban ngày không lìa khỏi họ, trụ lửa chiếu sáng ban đêm trên con đường họ đi. Chúa cũng ban cho họ thần linh tốt lành của Chúa để dạy dỗ họ. Chúa không từ chối ban mana cho miệng họ và nước uống khi họ khát. Chúa nuôi dưỡng họ 40 năm trong hoang mạc, họ chẳng thiếu thốn gì cả. Quần áo họ không cũ rách và chân họ không phù lên. Họ chiếm đất Hết-bôn của vua Sihôn và đất Ba-san của vua Ốc,
Chúa ban cho họ các dân, các nước và phân phát các vùng xa xôi ấy cho họ. Chúa đã làm cho dòng dõi họ đông như sao trên trời và đem họ vào xứ mà Chúa đã phán với tổ phụ họ rằng họ sẽ vào chiếm lấy xứ ấy. Vậy con cháu họ vào nhận lấy xứ. Chúa khiến các dân địa phương là dân Canaan khuất phục họ, phó cư dân và vua của chúng, cùng các dân tộc khác trong đất ấy vào tay họ, cho họ đối xử với các dân ấy theo ý họ muốn. Họ chiếm lấy những thành bền vững, đất màu mỡ, nhà đầy các vật tốt lành, những giếng nước đào sẵn, vườn nho, vườn ô liu và cây trái rất nhiều. Họ ăn no nê và trở nên béo tốt. Họ vui hưởng sự tốt lành lớn lao của Ngài. Dù vậy, họ không vâng lời và phản nghịch Chúa, ném bỏ luật pháp Chúa sau lưng, giết các nhà tiên tri của Chúa là những người khuyến cáo họ quay về với Chúa và lại xúc phạm nặng đến Ngài. Vì thế, Chúa phó họ vào tay các kẻ thù và chúng hà hiếp họ. Trong cơn hoạn nạn, họ kêu cầu với Chúa. Vì lòng nhân từ lớn lao, Chúa từ trời lắng nghe và ban cho những vị cứu tinh để giải cứu họ khỏi tay các kẻ thù mình. Nhưng khi được an ổn, thì họ lại làm điều ác trước mặt Chúa. Vì vậy, Chúa phó mặc họ vào tay kẻ thù thống trị họ. Tuy nhiên, khi họ trở lại kêu cầu với Chúa, thì Chúa từ trên trời lắng nghe. Và vì lòng thương xót, Chúa đã nhiều lần giải cứu họ. Chúa cũng cảnh cáo để khiến họ quay về với luật pháp của Ngài. Tuy nhiên họ đã cư xử cách kiêu ngạo, không vâng theo các điều răn Chúa. Họ vi phạm luật lệ của Chúa là luật lệ mà nếu ai vâng theo tất sẽ được sống. Họ cứng đầu, cứng cổ và không chịu vâng lời. Chúa kiên nhẫn với họ nhiều năm, dùng thần linh và các nhà tiên tri của Ngài để cảnh cáo họ, nhưng họ không lắng nghe, nên Chúa phó họ vào tay các dân tộc sống trong xứ. Tuy nhiên, vì lòng thương xót lớn lao, Chúa không tận diệt họ cũng không từ bỏ họ, vì Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót và nhân từ. Vậy bây giờ, lạy Đức Chúa Trời của chúng con là Đức Chúa Trời vĩ đại, quyền năng, đáng kính sợ. Giữ giao ước và lòng nhân từ, xin đừng xem nhẹ nỗi khốn khổ đã giáng trên chúng con, trên các vua, các quan chức, các thầy tế lễ, các nhà tiên tri, các tổ phụ chúng con, và trên cả con dân Chúa từ thời các vua Assyri cho đến ngày nay. Trong mọi việc đã xảy đến cho chúng con, Chúa vẫn công chính vì Chúa thi hành cách đúng đắn, còn chúng con làm điều gian ác. Các vua, các quan chức, các thầy tế lễ và tổ phụ của chúng con không gìn giữ luật pháp của Chúa, cũng chẳng vâng theo các điều răn và những lời cảnh cáo mà Chúa phán với họ. Ngay cả khi còn ở trong xứ, vui hưởng biết bao điều tốt lành trong đất rộng rãi và màu mỡ mà Chúa đã ban cho họ. Họ cũng không phụng sự Chúa và không từ bỏ các công việc gian ác của họ. Kìa, ngày nay chúng con làm thân nô lệ ngay trong đất mà Chúa ban cho tổ phụ chúng con, để ăn hoa quả và thổ sản tốt tươi của đất ấy. Vì tội lỗi của chúng con, hoa lợi dư dật ấy đã thuộc về các vua mà Chúa đã lập trên chúng con. Họ có quyền trên thân thể và bầy súc vật của chúng con, muốn làm gì thì làm. Chúng con đang bị hoạn nạn lớn. Vì các việc đã xảy ra, chúng con quyết định viết thành văn lời giao ước chắc chắn này, và các quan chức, người Lê Vi cùng những thầy tế lễ của chúng con niêm phong nó lại. Nê-hê-mi chương 10. Danh sách những người kết ước. Đây là tên của những người đã đóng dấu mình trong giao ước ấy. Tổng đốc Nê-hê-mi, con trai của Ha-ca-lia, cùng với Sê-đê-kia, Sê-ra-gia, A-sa-ria, Giê-rê-mi, Pha-su-rơ, A-ma-ria, Man-ki-gia, Hát-tút, Sê-ba-nia, Ma-lúc,
Harim, Meremoth, Abdia, Daniel, Ginethon, Baruch, Mesulam, Abia, Miyamin, Maasia, Bingai, Semaya. Đó là những thầy tế lễ. Những người Lê-vi gồm có Yeshua, con trai của Asania, Binui, con trai của Henadad, các Mien và các anh em của họ, Shebania, Hodia, Kelita, Phelaya, Hanan, Miche, Rehob, Hasabia, Sakua, Serebia, Shebania, Hodia, Bani và Beninu. Các thủ lĩnh của dân chúng gồm có Pharoth, Phahat Moab, Elam, Sactu, Bani, Buni, Agat, Bebai, Adonija, Bigvai, Adin, Ate, Esechia, Asura, Hodia, Hashum, Betsai, Harib, Anatot, Nibai, Makbiat, Mesulam, Hesia, Mesesabeen, Sadok, Yadua, Phelatia, Hanan, Anaya, Ose, Hanania, Hashub, Halohet, Bila, Sobek, Rehum, Hashabna, Maaseya, Ahiya, Hanan, Anan, Maluk, Harim và Baana. Tái kết ước với Chúa. Phần dân chúng còn lại, những thầy tế lễ, người Lê-vi, người gác cổng, các ca sĩ, những người phục vụ đền thờ và những người đã cùng với vợ, con trai, con gái của họ tách biệt với các dân trong xứ để vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Tất cả họ là những người có khả năng hiểu biết, đều hiệp nhất với các anh em và các quý tộc của mình mà thề hứa đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời đã ban qua Môi-se, đầy tớ Ngài và gìn giữ làm theo mọi điều răn, luật lệ và phép tắc của Đức Giê-hô-va là Chúa chúng con. Chúng con hứa không gả các con gái chúng con cho dân địa phương và cũng không cưới con gái của chúng cho con trai chúng con. Nếu dân địa phương đem hàng hóa hoặc các thứ lương thực đến bán trong ngày Sa-bát hay ngày thánh thì chúng con sẽ không mua. Vào năm thứ bảy, chúng con sẽ nghỉ canh tác và xóa tất cả các món nợ. Chúng con cũng quy định mỗi năm dâng 4 gam bạc dùng vào các công việc của đền thờ Đức Chúa Trời như bánh cung hiến, tế lễ chay thường kỳ, tế lễ thiêu hằng hiến, tế lễ dâng vào ngày Sa-bát, ngày mồng 1 và các lễ hội, lễ thánh hiến, tế lễ chuộc tội cho dân Israel và các công việc khác trong đền của Đức Chúa Trời chúng con. Chúng con là những thầy tế lễ. Người Lê-vi và dân chúng bắt thăm về việc dâng củi mỗi năm theo kỳ nhất định tùy theo mỗi gia tộc và đem đến nhà của Đức Chúa Trời để đốt trên bàn thờ của Jehovah Đức Chúa Trời chúng con, đúng như đã chép trong luật pháp vậy. Chúng con cũng quy định mỗi năm đem hoa lợi đầu mùa của đất và các thứ trái cây đầu mùa của chúng con đến đền thờ Đức Jehovah, cũng chiếu theo luật pháp. Chúng con đem con đầu lòng trong các con trai và con đầu đàn của súc vật chúng con, như chiên hay bò, đến đền thờ Đức Chúa Trời để giao cho các thầy tế lễ đang phục vụ trong đền của Đức Chúa Trời chúng con. Chúng con cũng hứa đem vào các kho thánh của đền Đức Chúa Trời bột nhồi đầu tiên của chúng con, các tế lễ, hoa quả của các loại cây, rượu mới và dầu, rồi giao cho các thầy tế lễ. Còn 1/10 hoa lợi của đất thì chúng con nộp cho người Lê-vi, vì chính người Lê-vi là người thu 1/10 thổ sản của ruộng đất trong các thành của chúng con. Thầy tế lễ, con cháu A-rôn sẽ đi với người Lê-vi khi họ thu thuế 1/10. Rồi họ sẽ đem 1/10 của thuế, 1/10 ấy vào đền của Đức Chúa Trời chúng con, để trong các phòng của kho thánh. Vì dân Israel và người Lê-vi sẽ đem các lễ vật bằng lúa mì, rượu và dầu mới vào trong những phòng ấy, là nơi có các vật dụng của đền thánh, là nơi cư ngụ của những thầy tế lễ đang phục vụ, những người gác cổng và các ca sĩ. Vậy chúng con sẽ không bỏ bê đền của Đức Chúa Trời chúng con đâu.
Nehemi chương 11. Dân số tại Jerusalem. Các thủ lĩnh của dân Chúa đều ở tại Jerusalem, và dân chúng còn lại bắt thăm, để cứ 10 người thì có một người đến ở tại Jerusalem là thành thánh, còn 9 người kia thì ở trong các thành khác. Dân chúng chúc phước cho những người nam nào tình nguyện ở tại Jerusalem. Sau đây là những quan chức cấp tỉnh sống tại Jerusalem, trong khi một số người Israel, những thầy tế lễ, người Lê-vi, những người phục vụ đền thờ và con cháu của các đầy tớ Salomon đều ở trong đất của thành mình, thuộc các thành khác của Giu-đa. Tuy nhiên, cũng có một số con cháu Giu-đa và Benjamin lại sống tại Jerusalem. Về con cháu Giu-đa, có A-tha-gia, con trai của U-xia, cháu của Sa-cha-ri, chắt của A-ma-ria, chích của Sê-pha-tia. Sê-pha-tia là con trai của Ma-ha-la-lên thuộc dòng dõi Bê-rết. Ma-a-xê-gia, con trai của Ba-rúc, cháu của Côn-hô-xê, chắc của Ha-sa-gia, chích của A-đa-gia. A-đa-gia là con trai của Dô-gia-ríp, cháu của Sa-cha-ri thuộc dòng dõi Si-lô-ni. Con cháu của Bê-rết ở tại Jerusalem là 468 dũng sĩ. Con cháu Benjamin có Salu, con trai của Mesulam, cháu của Yoed, chắc của Phedaya, chích của Kolaya. Kolaya là con trai của Maaseya, cháu của Ithien, chắc của Yesai. Sau ông có Gabbai và Salai, cùng 928 người. Yoen, con trai của Sikri, làm thị trưởng của họ, còn Yuda, con trai của Hasenua làm phó thị trưởng. Về các thầy tế lễ có Jedaya là con trai của Yoyarib, Yakin và Seraya là con trai của Hinkia, cháu của Mesulam, chắc của Sadok, chích của Merayot. Merayot con trai của Ahitub là quản lý đền của Đức Chúa Trời, cùng các anh em của họ làm công việc trong đền thờ. Tổng cộng là 822 người. Cũng có Adaya, con trai của Jeroham, cháu của Phelalia, chắc của Amsi, chích của Sachari. Sachari là con trai của Phasura, cháu của Mankia, cùng các anh em của họ đều là trưởng tộc. Tổng cộng là 242 người. Ngoài ra còn có Amaksai, con trai của Asaren, cháu của Aksai, chắc của Mesilemot, chích của Ime, và các anh em của họ đều là những người mạnh mẽ và can đảm. Tổng cộng là 128 người. Sabdien, con trai của Hagedolim, là người chỉ huy của họ. Về người Levi, có Shemaya, con trai của Hasub, cháu của Azikam, chắc của Hasabia, chích của Bunni, trong các trưởng tộc. Người Lê-vi có Sa-bê-thai và Dô-sa-bác được giao coi sóc công việc bên ngoài của đền Đức Chúa Trời. Còn Mát-ta-nia, con trai của Mi-chê, cháu của Sáp-đi, chắc của A-sáp, làm trưởng ban hướng dẫn việc ca ngợi Chúa trong lúc cầu nguyện. Cũng có Bác-bu-kia, là người thứ nhì trong anh em mình, và Áp-đa, con trai của Sa-mua, cháu của Ga-la, chắc của Giê-đu-thun. Tất cả người Lê-vi ở trong thành thánh là 284 người. Những người gác cổng là A-cúp, Tanh-môn và các anh em của họ được 172 người. Những người Israel khác, những thầy tế lễ và người Lê-vi đều sống trong các thành của xứ Giu-đa, mỗi người ở trong sản nghiệp mình. Những người phục vụ đền thờ đều ở tại Ophên, Si-ha và Gít-ba lãnh đạo nhóm người này. Người giám sát những người Lê-vi ở Jerusalem là U-si, con trai của Bani, cháu của Hasabia, chắc của Mát-ta-nia, chích của Mi-chê thuộc dòng dõi A-sáp là các ca sĩ lo phục vụ trong đền Đức Chúa Trời. Cũng có lệnh của vua liên quan đến các ca sĩ và những quy định công việc hàng ngày cho họ. Phê-tha-hia, con trai của Mê-sê-sa-bê-ên,
thuộc dòng dõi Sê-ra, là con trai của Giu-đa, giúp vua cai trị dân chúng trong các thành khác. Còn về các làng mạc và đồng ruộng, có một số người Giu-đa sống tại Kiriat Araba và trong các làng mạc phụ cận, tại Dibon và các làng mạc phụ cận, tại Jekabseen và các làng mạc phụ cận, tại Jeshua, Molada, Bethphelet, Hatsasuan, Be-e-sheba và trong các làng mạc phụ cận, tại Siklag, Mekona và trong các làng mạc phụ cận, tại Enjimon, Sora, Yakmut, tại Sanoa, Adulam và các làng mạc phụ cận, tại Laki và các đồng ruộng phụ cận, và tại Aseka và các làng mạc phụ cận. Vậy họ định cư từ Be-e-sheba cho đến thung lũng Hinnom. Người Benjamin cũng sống từ Geba cho đến Mitma, Aya, Beten và các làng mạc của nó, và tại Anatot, Nob, Anania, Hakson, Rama, Githaim, Hadid, Seboim, Nebalat, Lot và Ono, tức là thung lũng của những người thợ thủ công, và một số người Levi vốn sinh sống ở Judah đã đến sống với người Benjamin.